Chào các bạn nhé. Đây đời sống công sở này đây. Đời sống công sở tức là các bạn thường xuyên phải trải qua những cái bữa ăn nhanh như thế này. Đấy. Cho các bạn xem cái đời sống công sở đó là nghe nó sang trọng là như thế này. Tức là các bạn thường xuyên phải ăn nhanh và ăn ngay trên cái bàn làm việc của mình. Thậm chí là vừa làm phát vừa hết giờ làm cái là ăn luôn ăn nhanh xong là vừa ăn xong chưa dứt khỏi miệng là đã phải làm rồi, không còn thời gian để thay quần áo mà không còn thời gian để giải trí. Bữa ăn công sở hôm nay là bún chả, bún thì cho vào đâu đây, bún cho vào một cái đĩa. Đây vẫn còn may mắn còn được về nhà ngồi ăn, nhiều người còn phải ăn ở tại công ty, ăn ngay ở trong công ty và ăn luôn trên bàn làm việc bằng một cái hộp cơm ấy, gọi suất cơm hộp, gọi đến là ngồi ăn. Có người còn phải ăn cơm hộp, có người phải ăn mấy cái đồ ăn nhanh ăn nhẹ kiểu như bánh mì với này gà rán cũng cũng ngon thế. Có những người làm công ty mà phải đến hàng chục năm là ăn bằng cái cơm hộp và cái thìa nhựa ấy, thường xuyên là như thế chứ không có bát đũa đầy đủ thế này đâu. Cuộc sống nó tấp nập quá, nói chung là nó cũng vất vả. Riêng cái này cho, riêng cái nước chấm này cho hẳn cái bát to này. Thực ra thì nếu mà bún chả thì nó cũng là một cái món ăn cũng ăn đường phố cũng gọi là đặc sản ấy, nhưng ăn suốt ngày là chán ngay. Tương ớt để chấm cà. Tất cả món này đều là mua hết, chẳng mình nấu cái gì. Có những người ngồi ở bàn công ty, bàn máy tính, gọi điện phát người ta mang 10 hộp đến, cho mỗi phát cho mỗi người một hộp xong rồi ngồi ăn. Ăn 10 phút xong làm luôn, chẳng nghỉ ngơi gì. Cà này đựng trong cái bát nhựa này không hợp lý cho lắm. Thì cái cà này nó có axit mà nó vào nhựa nó không tốt. Nhưng mà thôi ăn một vài lần cũng chả sao. Đây, món chính đây, đó là chả. Ở đây, cái này là rất quan trọng này, để tí nữa cho mắm cho nó cay xè lên mới sướng. Rau thơm đây, không thiếu gì.
Cắt nhiều vào. Chưa cay cắt thêm 10 quả nữa. Nói chung là những bạn nào mà đã làm ở công ty công sở thì những cái bữa ăn bụi, bữa ăn về hè, bữa ăn quán, rồi có những bữa ăn cơm hộp ngay cạnh cái bàn làm việc, cạnh cái máy tính là không có gì lạ cả, các bạn đều hiểu hết. Mời các bạn nhé. Bún này, muối này, cho ớt vào tay này. Đây mình ăn một mình cho nên mình có thể nhúng cả bún ở đây. Nó tùy vào văn hóa ăn của mỗi người nhé. Có nhiều người lấy thìa tưới vào nhưng mình không thích như thế. Mình thích nhúng đây. Đấy. Cho rau thơm rồi. Ăn trước một quả cà trắng miệng. Cày đấy. Thì ra cái cà này người ta muối nó vẫn chưa được, nói chung là chưa được đẹp. Ăn thì ngon nhưng mà màu sắc thì chưa đẹp. Nó hơi tối màu. Mà đáng lẽ là đựng vào một cái bát thủy tinh đó, mình đựng nhầm. Đáng lẽ đấy, một cái bát thủy tinh nó đựng nó trong suốt, xong cà nó phải màu xanh trắng. Đây màu vàng xám thì nó cũng chưa đẹp lắm. Ăn thì cũng ngon. Cay quá. Nghe từ công sở nghe sang trọng lắm nhưng mà thực ra nó là như thế nào? Sở là cái gì? Sở là nơi làm việc, trụ sở đấy. Sở là nơi làm việc công ty này ạ. Công sở tức là làm công, người làm công, người làm thuê ở cái chỗ làm việc thế thôi. Tóm lại người lao động, người làm thuê. Và cuộc sống là thường xuyên làm với công việc với tiến độ cao, đặc biệt chạy theo dự án. Và cái hình ảnh cái một cái hộp cơm cạnh một cái bàn máy tính là chắc không ai là không hiểu cả. Ăn vội bắt cơm xong lại ngồi vào bàn máy tính làm việc như một cái máy. Thôi clip này kích thích vị giác các bạn hết rồi. Để cho các bạn ăn ngon miệng vào cái bữa ăn.
Vì khi còn là khi mình nhìn cái những cái thấy cái những món ăn này là cái vị giác của mình nó sẽ được kích thích, nó tiêu hóa tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn nhé, chào các bạn.